Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem trên kênh Yêu Âm Nhạc DHA. Thì hôm nay Quỳnh Lưng lại tiếp tục quay trở lại và đập thùng một chiếc Kumen K150 để gửi về cho anh Huỳnh Văn Hóa ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Thì giờ Bến Tre mình lên Tiền Giang và sẽ tới Long An đó. Thì anh đã tin tưởng mình lớp mình chuyển khoản trước nên đặc biệt Quỳnh Lưng sẽ hỗ trợ tặng cho anh một bao đàn chuyên dụng của Kumen K150. Và luôn luôn kèm với đàn của bên riêng bên lớp mình, luôn luôn kèm với đàn là chân đàn đó, và một dây rắc 3.5 ly và một đầu rắc chuyển đổi từ 3.5 qua 6.5. đặc biệt một cái đó chính là miễn phí phí vận chuyển dành cho anh đến tận nhà luôn nha. Và sau đây Quỳnh Lưng sẽ khui thùng và đập thùng một chiếc Kumen này cho toàn thể quý vị khán giả xem nha. Trong cái trong thùng thì sẽ bao gồm cho toàn thể quý khán giả là một giá nhạc để dành đỡ sách học nhạc hoặc là điện thoại iPad ha. Mình sẽ lấy cái đàn ra. Wow. Rất là chắc chắn. Đầu tiên dồn vào cái đàn từ phía bàn phím vào thì nằm sẽ bên tay trái là cục nguồn. Đây. Cục nguồn 12V. Bên trong cây đàn gồm có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng đàn organ Kumen K150. Và bây giờ Quỳnh Lưng sẽ lọc siêu. Wow. Quỳnh Lưng sẽ mở tạm cục nguồn sẵn. Đây. Đây là lỗ nguồn K150. Và bây giờ Quỳnh Lưng sẽ bật nút và tép phím cho thầy quý khán giả xem nha. Và nhắc về K150 thì Quỳnh Lưng theo mức giá là 2.250.000 với cây màu đen và 2.350.000 với cây màu trắng. Thì theo phân khúc này Quỳnh Lưng rất là thích, đó chính là phím hợp piano đó. Mà khi mà xài phím hợp này quý vị khán giả là an tâm về bụi nha, nó sẽ không lọt vào những cái kẽ phím như vậy đâu đó. Thì theo phân khúc mức giá này thì Quỳnh Lưng rất là thích, đó chính là có chế độ túc, đó chính là cảm lực phím, là cảm lực bằng tay mình đó quý vị. Đây là tắt chế độ túc nha. Đàn nhẹ, đàn mạnh, nó vẫn kêu một cái mà khi Quỳnh Lưng bật chế độ túc. Đó, và khi mà quý vị bật chế độ túc như vậy á, thì sẽ cho con em mình, sẽ cho những bạn mà sử dụng trên cây đàn organ Kumen K150 này á, tránh bị hư cảm âm, bị hư tai về cái lực tai, mình có thể cảm nhận được cái lực tai của mình khi đánh mạnh và đánh nhẹ. Và theo phân khúc này Quỳnh Lưng cũng thích nữa, đó chính là chế độ xuất tần, đó là làm vang tiếng. Đó. Và cây Kumen K150 này thì gồm có 300 điệu và 300 âm sắc cho toàn thể quý khán giả có thể lựa chọn rất là nhiều luôn ha. Và rất là thích, đó chính là có một bộ MP3 độc lập riêng cho toàn thể quý khán giả luôn ha. Và nút MP3 đó chính là nằm ở đằng sau. Đây. Đây là có lỗ ghim MP3, là sẽ ở trên này sẽ có một cái
nút độc lập luôn ha, sẽ có một cái bộ điều khiển độc lập riêng cho MP3. Và đây là MIDI out để dành cho toàn thể quý vị khán giả sản xuất âm nhạc và ghim thẳng vào sẽ có cọng dây ghim thẳng vào máy tính để sản xuất âm nhạc ha. Và đây là lỗ mic để dành cho toàn thể quý vị khán giả hát karaoke nè. Đó, và đặc biệt là dùng cọng dây rắc hồi nãy Quỳnh Lân tặng đó là để ghim phát nhạc từ điện thoại vào đàn. Còn đây là lỗ phone là có thể phát nhạc từ trong đàn ra âm thanh ngoài loa và có thể chống làm phiền là mình có thể đeo tai nghe là mình có thể nghe nhạc được ở đây. Và một cái rất là đặc biệt của K150 đó chính là xài 6 viên pin tiểu, viên pin AA, pin con ó, Panasonic đều được. Đây, 6 viên. Mình có thể chơi ngoài trời và chơi rất là lâu luôn nha. Quỳnh Lưng có test rồi. Rồi, Quỳnh Lưng test sơ như vậy thôi. Và để Quỳnh Lưng gửi kịp chuyến chiều nay để cho anh Huỳnh Văn Hóa nhận được trong thời gian sớm nhất nha. Chắc ngày mai nhận được rồi. Dạ đúng rồi, sát bên mà. Còn bây giờ Quỳnh Lưng sẽ gói đàn cho thật kỹ để gửi về cho anh để nhận sớm nhất ha. Xin chào quý khán giả và cảm ơn anh rất là nhiều.